đội hình 2 giúp Tây Ban Nha giữ đỉnh bảng. Không dùng đội hình mạnh nhất, nhưng Tây Ban Nha vẫn thắng dễ 3-1 trên sân Sip để giữ đỉnh bảng A vòng loại Euro 2024 trước sự cạnh tranh từ Scotland. Tây Ban Nha và Scotland đã sớm giành vé dự Euro 2024, nên những trận đấu còn lại chỉ mang ý nghĩa phân định vị trí đầu bảng A. Vì thế, trong chuyến làm khách tại Anfield tối ngày 16 tháng 11, huấn luyện viên Luis de la Fuente không dùng đội hình mạnh nhất để Unai Simon, Alvaro Morata, Fabian Ruiz, Ferran Torres hay Dani Carvajal dự bị. Dù vậy, với những cái tên đá chính như David Raya, Pau Torres, Gavi hay Mikel Oyarzabal, Tây Ban Nha vẫn có lực lượng vượt trội so với Sip, đội tuyển hiện đứng thứ 124 FIFA. Qua 90 phút, Tây Ban Nha áp đảo khi kiểm soát bóng 77%, dứt điểm 14 lần với 5 cú trúng đích so với 4 và 3 của chủ nhà. Tây Ban Nha đánh phủ đầu và giải quyết trận đấu trong nửa giờ. Phút 5, tài năng 16 tuổi của Barca, Lamine Yamal thực hiện hai động tác giả loại bỏ hàng thủ Sip rồi sút vào gôn trống mở tỷ số. Pha lập công của Yamal được ghi sau 22 đường chuyền, thông số tốt nhất của Tây Ban Nha tại vòng loại Euro 2024 và đứng thứ tư tại vòng loại này. Phút 22, Alex Grimado chọc khe để Mikel Oyarzabal xâm nhập vòng cấm và đá nối một chạm chéo góc, đưa bóng sâu kim thủ thành Joey Mon và từ từ lăn vào lưới. 6 phút sau, Oyarzabal đá phạt góc về cột xa để Joseo băng vào dứt điểm tung nóc lưới Sip, nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, Tây Ban Nha chủ động đá chậm, qua đó giúp Sip tạo thế trận tốt hơn. Phút 75, Charalampo chọc khe để cầu thủ vào sân thay người Costa Pile sút một chạm về góc gần, hạ David Raya. Sau khi ra đường biên xem lại băng hình pha va chạm giữa Gregory Castanso và Gavi, trọng tài Nicola Balakin công nhận bàn thắng cho Sip. Ở trận còn lại, Scotland gặp nhiều khó khăn trên sân của Georgia. Ngôi sao của Napoli, Vija Kvaratskhelia hai lần đưa Georgia vượt lên, nhưng Scotland đều gỡ hòa lần lượt nhờ công Scott McTominay và Lawrence Sankin. Với những kết quả này, Tây Ban Nha vẫn đứng đầu bảng A với 18 điểm, hơn Scotland 2 điểm. Ở lượt cuối ngày 19 tháng 11, Tây Ban Nha trở về sân nhà gặp Georgia, còn Scotland tiếp Na Uy. Đội hình thi đấu: Sip, Mon, Andrew, Caro, Cao Sun 66, Goji, Lifis, Iwanu, Kiriaku, Charalampo 46, Kipianu, Polak 46, Castanso, Correa, Pile 46, Tita, Kakuli 60. Tây Ban Nha: Raya, Grimado, Pau Torres, Lenormand, Garcia 46, Navas, Carvajal 66, Gavi, Zubimendi, Merino, Garcia 46, Yamal, Torres 73, Joseo, Oyarzabal, Riquelme 46. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.